Park Min Young, Park Seo Joon bị đồn lộ bằng chứng hẹn hò vì một cây hoa anh đào. Trong số các cặp đôi được gắn ghép nhiệt tình nhất hiện nay của K-pop, Park Min Young và Park Seo Joon có lẽ là tâm điểm được công chúng chú ý nhất. Chối đầy đẩy và thậm chí còn phản hồi gay gắt khi được ship với nhau. Ấy vậy mà cặp đôi thư ký Kim Sao Thế lại lộ bằng chứng hẹn hò nhiều đến mức đến fan cứng cũng phải bán tính bán nghi. Mới đây, Park Min Young lại có động thái khiến dư luận dậy sóng. Âu cũng là bởi vì chi tiết trùng khớp có liên quan đến Park Seo Joon làm dấy lên nghi vấn hẹn hò của hai diễn viên. Chuyện là đúng ngày 10 tháng 4, Park Seo Joon khoe ảnh dạo phố ở địa hình khá dốc, đằng sau là rặng hoa anh đào rực rỡ. Anh còn cười tít mắt và đầy hạnh phúc đến mức loạt diễn viên thân thiết như Ji Yoo Jun Yeon, Jackline 1988 và An Bo Hyun, Itaewon Class phải vào hỏi ân ý xem anh chàng đi đâu. Một ngày sau, tức chiều tối ngày 11 tháng 4, Park Min Young bỗng tung ảnh đi ngắm hoa anh đào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô nàng còn khoe ảnh cận một bó hoa bí ẩn không biết được ai tặng. Chính vì sự trùng hợp này, fan rần rần nghi vấn, cặp đôi hẹn nhau đi chơi, ngắm hoa và chơi chiêu đang khác ngay để tránh sự chú ý của dư luận. Bên cạnh ý kiến nghi vấn cặp Park Park bí mật hẹn hò mùa hoa anh đào nở, không biết người cũng cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi hiện rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và người dân bình thường ở Hàn Quốc đều thi nhau check-in với hoa anh đào. Vào tháng 3 vừa qua, hai ngôi sao đình đám này cũng vướng tin đồn tình cảm vì fan super soi hình bóng được cho là của Park Seo Joon phản chiếu trong ly champagne của Park Min Young. Sau cùng, netizen đều cho rằng fan đã ship hai ngôi sao này quá đà dựa trên các tình tiết khiên cưỡng, trùng hợp ngẫu nhiên. Kể từ sau khi đóng chung bộ phim Thư ký Kim Sao Thế, Park Seo Joon, Park Min Young liên tục được dân tình đẩy thuyền. Vào ngày 20 tháng 1, Park Min Young và Park Seo Joon đều cập nhật trên Instagram. Thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng dân mạng đã soi ra được nữ hoàng giao kéo làm động tác bắn súng, còn nam thần Itaewon Class biểu cảm kinh ngạc, xuân camera như bị trúng đạn. Hàng loạt netizen đã để lại bình luận, khẳng định chắc nịch cặp đôi Park Park đang hẹn hò, thậm chí còn so sánh họ là Hyun Bin, Seo Ye Jin thứ hai của màn ảnh Hàn Quốc, muốn hẹn hò bí mật và không công khai, bị bắt tại trận nhưng chối đầy đẩy 5 lần 7 lượt. Hàng loạt bình luận của Kenneth có vẻ chỉ là ảo tưởng thôi, nàng bắn súng còn chàng trúng đạn, đúng là vậy đó. Thường Park Seo Joon không đăng mấy thứ đáng yêu thế này đâu, toàn ảnh Photoshop thôi, nên có khi là ngẫu nhiên. Họ đang hẹn hò mà, có ai không biết đâu, cái này không nói lên nhiều, nhưng vài năm trước thì có bằng chứng rõ ràng luôn, đến mức không thể gọi đó là trùng hợp đâu. Họ giống như Hyun Bin, Seo Ye Jin, chỉ có hai người nghĩ họ đang hẹn hò bí mật thôi chứ ai cũng biết cả. Dù Park Seo Joon kém Park Min Young 2 tuổi, nhưng cặp đôi đã thể hiện được phản ứng hóa học vô cùng ăn ý qua hàng loạt cảnh tình cảm, xôi thịt táo bạo xuyên suốt bộ phim Thư ký Kim Sao Thế. Chính những cảnh phim thật như giả như thật đó đã dấy lên nghi vấn cặp đôi yêu nhau. Dân mạng đã soi ra hàng loạt bằng chứng hẹn hò của cặp đôi họ Park này như đi du lịch chung, sử dụng đồ đôi, mặc áo có in số ngày sinh nhật đối phương, cùng check-in tại một địa điểm. Thế nhưng chuyện tình cảm của cặp đôi thế nào, có lẽ để người trong cuộc trả lời rõ ràng khi họ sẵn sàng chia sẻ với công chúng.